Hello, xin chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay mình sẽ thử thách tiêu diệt Cyberhead. Đây là cái nhiệm vụ của mình. Thì là bây giờ mình sẽ quét sạch bọn Cyberhead ngày hôm nay. Ok các bạn nhìn này, một con Cyberhead này. Ôi. Ui nó đuổi kìa, nó đuổi ai ấy các bạn ạ? Đây đây đây, ui. Nó đuổi ai ấy? Hình như là nó phát hiện ra một con động vật ở đó. Có lẽ là một con chó các bạn ạ. Đây này. What the hell các bạn nhìn thấy không? Con Cyberhead này là màu hồng nha. Và trên người của nó đang chảy một cái gì ấy, như kiểu là nó đang, tức là một cái chất gì đấy nó đang còn là luân chuyển ở trong cái con cơ thể của nó ấy. What the hell, một con Cyberhead. Ui hai con. Ôi, một con Cyberhead màu trắng này. Từ từ anh em, chạy chạy vào đấy. Ui ôi, chết rồi. Mình bắn vỡ kính mình rồi. Holy shit. Còn nhiều lắm bạn ơi. Ui, nhìn con này này, màu xanh này. Ủa, bọn Cyberhead này là bọn Cyberhead biến dị các bạn nhé. Nó bị nhiễm sắc thể các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để xem tình hình thế nào. Ok, máy quá, ở đây có súng rồi nhé bạn nhé. Ui, ui cái gì đấy? No, con Cyberhead. Ui sao cái con bé tí này nó vào đây? Ui bọn Cyberhead con. Ui nó lẻ vào nhà rồi. Ui chết rồi, chết mình rồi. Ui, rồi xong luôn, nó ăn thịt mình rồi các bạn. What the hell, con Cyberhead con này. Con này nó ăn thịt được các bạn ạ, nó ăn thịt được mình luôn. Vãi trưởng thật. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Chết rồi. Không ổn. Thôi đi rồi. Phải, con Cyberhead này nó cắn chết rồi các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta lại tiếp tục tấn công nó. Rồi, bây giờ mình đang đứng ở... Vào nhà nhanh. Đây rồi, đây cái nhà kho mình rồi, từ. Bây giờ mình sẽ đi ra cái chỗ mà khu vực và cái con... Đây. Mày. Ui, ui. Con mẹ nó kìa. Đóng cửa vào. Từ. Ủa cái con Cyberhead con này nó cắn mình xong rồi nó đứng im nhá, như kiểu nó lo rồi sao ấy. Được rồi, thế thì mình sẽ trừ khử nó, súng này không thua đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sử dụng lại súng khác. Đây, sẽ bắn nó. Mày chết rồi con. Ôi rồi. Ôi trời ơi. Ui, rồi xong luôn. Mình đi luôn rồi các bạn ạ. Vãi cả trưởng luôn. Ok. Đây rồi, ơi. Từ từ anh em ơi, từ từ ngắm nó. Mày, ui, nó không chết. Ui. Rồi xong luôn. Nó không chết các bạn ạ. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình... Ok, nó không phát hiện ra mình rồi. Bây giờ, ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một con xe tăng ở đây. Bây giờ mình sẽ sử dụng xe tăng để mình tấn công nó. Đây rồi. Mình đã triệu hồi ra một con xe tăng. Khá là ổn đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tấn công con sàn hết này. Thực hiện cái con nào tấn công mình. À con này. Con này nó đang định ngâm nghe tấn công mình này. Bây giờ mình sẽ bắn nó nhé. Mày chết cái con. Có quân đội ở đây rồi, hôm nay mình sẽ hóa thân vào một chiến sĩ hoặc là một, mình sẽ triệu hồi quân đội ra để mình tấn công bọn Cyberhead này. Đây từ từ mình bắn con này ra. Mày chết. Ok một con đi rồi. Rồi còn một con này nữa, con này đang ở ngay cạnh nhà mình luôn này. Bây giờ mình sẽ ngắm bắn nó. Từ. Mày chết này. Tình hình là bây giờ có một con Cyberhead nhỏ ở trong các bạn ạ, con Cyberhead bé, nó bé tí luôn. Ok đi rồi. Bây giờ cái việc của mình bây giờ phải vào nhà cái đã. Vào nhà thì mới an toàn được, chứ còn ngồi trên xe tăng này nhiều khi vẫn chết như thường bạn nhé. Không ai không yên tâm lắm. Từ bây giờ chúng ta phải kiếm một khẩu súng vào đó. Đây rồi. Mày nhảy ra đây. Ôi, từ. Rồi ok nó đứng im rồi. Nó sợ mình hay sao đấy bạn. Ui nó không chết luôn này. Vãi trưởng ạ. Ui. Nó ngừng thở rồi sao ấy, hay nó chết rồi nhỉ các bạn nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ bắn nó. Đấy, mình sẽ ngắm ở đây. Ui rồi. Mày. Rồi xong luôn. Như vậy là mình đã tiêu diệt được một con Cyberhead con, nhưng mà mình chết luôn rồi các bạn ạ. Đây, ok rồi. Mình nghĩ là không những là chỉ có một con Cyberhead con đâu, mà nó còn có nhiều con Cyberhead cơ. Nhưng mà bọn nó đang đi đâu rồi ấy? What the hell, ở kia có con nữa kìa. Từ từ anh em ơi, khả năng là bây giờ mình phải lên con xe tăng này đã. Lên xe tăng này ạ, ok. Bỏ lái xe tăng này đi. Để tìm kiếm những con Cyberhead kia. Chúng ta hôm nay phải tiêu diệt hết con Cyberhead này, chúng ta mới chiến thắng được nhé. Đây rồi. Ôi ơi, mày bắn nó. Ôi chết mình rồi.
kẹt ở đây rồi. Ui giời, nó biết ngay mà. Nó phá xe tăng của mình luôn rồi các bạn ạ. What the hell luôn rồi. Ok, chết luôn. Ô. Ôi, bọn săn hét ngày hôm nay sao đông vậy. Toàn những con quỷ luôn. Ui giời ơi, lại bị bắt này. Chạy nhanh vào nhà nhanh. Nguy hiểm rồi, nguy hiểm. Ui, quán nhìn máu của nó này, nhiều máu chưa. Vừa nãy là mình phát hiện ra thêm một con săn hét con nữa bạn nhé. Từ bây giờ mình sẽ phải kiếm một khẩu súng nào đó. Đây, mình sẽ kiếm lấy khẩu này, mình sẽ bắn nó. Đây này, nó đây này. Mày chết. Ok, bây giờ mình sẽ lấy súng khác nhé. Súng này có vẻ quan thua rồi. Đây, mình sẽ lấy súng này. Ok. Ủa, lì xịt các bạn ơi. Nó đi luôn các bạn ạ. Con này yếu rồi. Ok, súng này mạnh đấy. Bây giờ mình sẽ sử dụng súng này mình triệt hạ mấy bọn săn hét khác đây. Con này. Con này lâu chết quá, từ mình xem là sau có con nào không. Mình sợ là bọn săn hét con nó sẽ tấn công mình ở sau ấy. Con săn hét này nó vẫn nghĩ là mình đang ở trong cái xe tăng này này bạn này. Ủa hết đạn rồi, phải thay đạn thôi. À con lấy súng khác. Không chết luôn. Đấy. Ủa nó không chết các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ thay lại chúng mày nhé. Từ từ, ở kia vẫn còn săn hét kìa bạn ơi. Ở kia vẫn còn săn hét nhé, đừng có đùa với nó. Đừng có đùa với nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng khẩu thần công này, mình sẽ tấn công nó bạn nhé. Đâu nhỉ? Đâu ta? Đây rồi. Mình sẽ sử dụng khẩu thần công này, bắn nó. Ô, nó lẩy ra ngoài luôn này. Các bạn thấy không? Cái quả thần công. Ok, xong. Như vậy nó chết rồi bạn nhé. Cuối cùng nó đã chết rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm xem là còn con săn hét nào khác không. Ôi trời ơi. Ui, một con săn hét bé tí luôn này. Bọn trẻ con này bạn ơi. Siren hét này, săn hét nhi đồng. Ui, nó bé tí luôn bạn ơi, từ từ anh em. Ok, mình sẽ lấy súng càn quét nó. Mày đừng có vào đây. Ui, con, chạy đi. Mày chết. Ui. Bọn săn hét nhỏ này nó đi rất chậm các bạn nhá, cho nên mình không sợ lắm, nhưng mà nếu mà để các bạn để nó bắt được các bạn ấy, nó sẽ giết các bạn ngay đấy. Nó khỏe hơn các bạn nhiều. Nó khỏe hơn các bạn nghĩ nhiều các bạn ạ. Oh my god, nó trẻ trâu luôn đúng không các bạn ạ. Mày chết. Được rồi. Thần công đâu? Bây giờ khi mình phá sát xong, mình phá được lớp giáp của nó thì mình sẽ bắn nó. Các bạn nhìn đổ máu chưa? Mình sẽ bắn nó là từ từ, đứng khoảng cách xa một tí. Mày chết. Ok. Nó đi rồi. Ui. Còn con nữa này. Ủa. Mạnh. Thôi xong. Các bạn ơi, mình phản đam các bạn ạ. Ui, chết rồi. Rơi đúng vào cái hang ổ của săn này hết các bạn ạ. Vẫn còn săn này hết nhỏ nhá. Các bạn ơi, săn này hết nhỏ không phải đùa với chúng nó đâu. Các bạn đừng nghĩ là săn này hết nhỏ mà nó không làm gì được các bạn. Nó tấn công các bạn luôn đấy. Bọn này nó còn nhỏ nhưng mà nó rất là máu chiến luôn các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi hướng này đi. Từ bật có bức tường. Piu. Ok, nhảy rồi. Nó đây nó đang cắn xé mình này. Mình sẽ bắn nó. Mày chết mày con. Mày ui, con này không chết luôn. Rồi, hai phát mới chết. Con này khỏe đấy. Đây nữa. Holy shit, các bạn thấy không? Mày chết. Ui, nhìn hai con này dị vãi luôn này. Các bạn thấy không? Dị cực kỳ luôn đấy, con này cũng thế này. Không hiểu là cái gì đang chảy trong cái con người của nó các bạn nhìn này. Đây như kiểu là một cái năng lực gì đó. Nó kiểu nó, hay là máu của nó nhỉ. Con này như kiểu là thể trong suốt các bạn ạ. Mình sẽ bắn thử xem nó có mất máu nhé. Ủa, nó chảy máu nha các bạn ơi, nó chảy máu nhé. Hình như là cái dòng máu trên người nó đang chảy. Con này kiểu như con tinh thể lỏng ấy. Chết. Đây rồi. Các bạn thấy không? Những con săn này hết này nó cực kỳ khỏe luôn. Vũ khí thông thường không thể giết nó, chúng ta phải sử dụng cái quả cannon này này. Quả đạn pháo này các bạn này. Súng thần công. Ui ơi, không chết luôn này.
Rồi ok, mấy quả mình chết các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắn thử cái này xem nào. Ok, nó đi rồi. Nó đi rồi, xem còn Sunhead không. Bây giờ mình sẽ tìm một con Sunhead khác để mình tấn công nhé. Ui, vãi trưởng là một con Sunhead 7 màu luôn. Nó đứng lù lù đây luôn này các bạn này. Mình sẽ bắn nó luôn. Ui, trời, có cái gì đó đã bảo vệ nó hay sao ấy. Nó làm cho quả đạn pháo của mình không thể tấn công của nó này. À được rồi, vãi trưởng luôn, quả đầu tiên rồi mình bắn nó không trúng các bạn ạ. Không phải là không trúng, kiểu như là nó có một cái lớp bảo vệ nào đó, nó cản cái quả pháo của mình ấy. Piu. Ok, nhảy qua đây rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm Sunhead. Thì là mình nhớ là vẫn còn cái con Sunhead con các bạn ạ. Những cái đứa con của nó. Thì bây giờ nó đang ở đâu ta? Đây, mới đầu là mình nhìn thấy ở đây này. Đấy, kia kìa. Đúng không anh em? Đây này. What the hell? Ui, con nữa đằng xa kia kìa, bạn thấy không? Một con nữa đằng xa kìa, nó đang đi vào rừng kia kìa các bạn kìa. Còn con này đang tấn công mình. Được rồi. Nếu như mà nó tấn công mình thì mình sẽ tiếp nó thôi. Bắn nó. Mình sẽ dí vào đầu nó nhá. Đây đây đây. Mày chết cái con. Ra đây. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Mày chết. Từ từ nhá, từ từ. Rút. Đây rồi. Mày. Chết mày đi. Ui, hết hạn rồi. Từ từ đây rồi, đây rồi. RBM. Mày chết này. Một viên. Không chết luôn ạ. Con này trâu lắm bắt rồi. Hai viên. Ok. Mày chết này. Nạp đạn đã. Mày chết. Ui, thực sự là mình không muốn tấn công bọn này đâu. Bởi vì nó còn trẻ con ấy, nhưng mà nó cứ tấn công mình luôn. Ui, nhìn nó toét máu luôn kìa. Nhìn sợ chưa? Thôi thử rồi. Ui, nó tấn công. Nó tấn công mình rồi. Các bạn biết vì sao mà thỉnh thoảng mà nó đi bị mù đường không? Là nó không nhìn thấy mình đâu, nó không có mắt các bạn nhé. Nó chỉ đánh hơi thôi. Ui, một con nữa ra kìa. À, ôi hết đạn rồi. Đấy rồi. Mày không chết luôn à? À, bọn này trâu nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng một loại vũ khí khác. Cung tên nha, bây giờ mình sẽ bắn cung tên mọi người lắm. Mày chết này. Mày chết, úi chạy. Chết mày đi, con dai. Mày chết. Ui, chạy. Đấy rồi. Ui. Đấy rồi. Mày ra đây. Ui, con này bé hơn này. Ui. Holy shit các bạn ơi. Hai con tấn công mình luôn. Chắc là còn hai con này sao. Ui, chạy. Mấy em di động này. À, đau đấy. Ấy à, toét bao nhiêu máu rồi mà không chết này. Ui, con này bé tí luôn này. Ui, nhìn con này bé tí luôn, màu xanh ấy các bạn ạ. Hết đạn rồi. Cái con bé tí này. Cái con màu xanh bé tí luôn. Ui, cảm giác những loại vũ khí này không thể làm gì nó luôn các bạn ạ. Không bắn được nó, không giết được nó. Ôi, nó dồn mình vào đây rồi các bạn. À, được đấy. Mấy chú nhi đầu này được đấy. Không giết nó rồi bạn ơi. À ok, bây giờ mình sẽ lấy con đồ long đao ra, mình sẽ đánh nhau với nó nhá. Ok, vào đây cận chiến luôn. Mày chết. Ui, một phát không chết rồi. Một phát không, hai phát không chết. Mày chết rồi, xong. Như vậy là nó chết rồi các bạn ơi. Còn một con này nữa này. Con bé tí luôn. Nào, vào đây. Nào. Piu, một quả nhá. Hai quả cũng không chết luôn. Trâu thế. Rồi xong. Nó đi rồi các bạn ạ. Nhưng mà sao mình vẫn nghe âm thanh của Sunhead nhỉ? Còn con nào ở đây không? Mình nghĩ là mình tiêu diệt nó rồi mà. À, vẫn còn các bạn ơi, vẫn còn. Vẫn còn quái vật ở quanh đây này. Bây giờ mình sẽ đi tìm nốt con quái vật này cho bạn xem nhé. Nên tiêu diệt nốt, cố gắng tiêu diệt bọn quái vật này. Đâu nhỉ? Nó đâu ta? Đâu rồi, nó đâu rồi? Đây, mình nghe thấy. Úi ôi! Ui dồi ôi các bạn ơi, nó bé tí luôn này. What the hell. Nó đang ăn xác chết các bạn ạ. Nó ăn máu của đồng loại nó này các bạn thấy không.
Nó đang ăn máu đồng loại của nó. Vãi chưởng luôn. Ui các bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy là con Sadehead nó ăn chính cái máu của đồng loại nó đấy các bạn ạ. Hay là nó phải ăn thế để nó lớn nhỉ các bạn nhỉ, nó đang ăn này. Đấy. What the hell, đùa, bây giờ mình sẽ tấn công nó luôn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tấn công nó bằng cách nào đây nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ bắn nó. Đâu nhỉ? Lại, đây, mình sẽ sử dụng súng này nhé. Sẽ đốt nó các bạn ạ. Không chết. Bọn này khỏe phết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy một con xe tăng ra. Cái con xe tăng của mình đâu nhỉ? Đây, bây giờ mình sẽ lấy quả xe tăng ra mình tấn công nó nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ bắn xe tăng người nó để xem nào. Mấy phát nó chết các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ ngắm từ từ, mình đi xa xa một tí. Hay là mình đâm nó nhỉ các bạn nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ thử đâm nó nhé. Mình sẽ đâm nó này. Ủa, nó đâu ấy? Nó vẫn kia các bạn ơi. Nó vẫn ở đây nhá, mình sẽ đâm nó này các bạn này. Đâm nó. Mày chết này. Ủa, nó vẫn đứng đấy các bạn ạ. Mày chết, ok, xong luôn. Mình chèn nó rồi các bạn ơi. Mình chèn nó rồi, nó tan nát rồi. Nó đi rồi các bạn ạ. Ok các bạn. Hết chưa ta? Không hiểu nó còn quái vật ở đây hay nữa hay không ấy. Có lẽ. Ủa ơi. Vẫn nghe tiếng quái vật các bạn ạ. Vẫn còn nhá. Vẫn còn quái vật xa đời hết. Mình vẫn nghe thấy âm thanh của nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đi truy tìm dấu vết của bọn này. Nó đang ở đâu nhỉ? Để qua đây. Chắc chắn là còn luôn, bởi vì mình vẫn nghe thấy âm thanh của nó mà. Mình nghĩ là bây giờ sẽ còn những con quái vật xa này hết nhỏ ấy các bạn ạ. Để xem nó còn đây không. Lúc đầu là mình nhìn thấy một... À đây, đúng rồi. Đây này các bạn ơi. Đúng rồi, đây này. Ok, bây giờ sẽ bắn nó. Mày chết. Mày chết. Holy shit. Đúng như mình dự đoán còn một con này nữa các bạn ạ. Ủa nó trâu lắm. Hết đạn rồi. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Nhanh. Đấy rồi. Mày. Nó bỏ chạy rồi. À tưởng nó bỏ chạy, hóa ra không phải đâu, nó máu lắm bạn ạ. Bọn này vẫn còn nhỏ nhưng mà nó rất là máu luôn. Mày hướng này. À bây giờ mình sẽ cho nổ quả bom. À bom này không nổ được bạn ạ. Đây bom này này. Bom con vẹt nhé. Ui, đừng có bay vào tao. Trời ơi, nó bay vào mình, nó định nổ mình ra kìa. Úi dồi ôi. Vãi cả trưởng. Nào, làm sao. Ui, nó bay vào mình luôn đấy. Kinh vãi. Còn một con màu xanh này nữa. Mình đùa với nó một tí. Được rồi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt nó nha. Đây rồi. Khỏe lắm các bạn ơi, không giết nó luôn đấy, khỏe lắm. Từ từ bây giờ mình sẽ lấy cái khẩu súng này mình bắn nó. Mày. Ủa, khỏe vãi trưởng luôn các bạn ơi. Rồi xong luôn, mình chết rồi các bạn ạ. Mình đi rồi. Nó thoát rồi các bạn nhé. Được rồi, bây giờ mình sẽ đuổi theo nó. Con này khỏe thật các bạn ạ. Bắn mãi không chết luôn. Kinh khủng luôn đấy. Đây, nhảy qua hàng rào. Ok. Rồi. Nhảy qua hàng rào. Ủa, nhanh phết. Nó ở đây mà đúng không? Nó đi đâu rồi bạn nhỉ? À, bên kia. À, đây, nó đây. Rồi, xong kìa.
Ok các bạn, như vậy cuối cùng thì mình đã tiêu diệt xong con Sinehead cuối cùng này rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này nha, và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh like, chia sẻ clip ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Yêu tất cả các bạn, bye bye.